Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh ô tô Thiện Nhân sẽ xin giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mà bên mình vừa dán đề can và hoàn thiện. Cái sản phẩm này đã quá quen thuộc rồi, chúng ta đang nhắc tới đó chính là chiếc Đông Ben X30 phiên bản 2 chỗ màu trắng bên cạnh mình đây. Thì cái sản phẩm này bên mình làm cho một cái đơn vị họ bán về các cái thực phẩm như là bún, phở và quẩy. Thì mình cũng hiển thị rất rõ các cái sản phẩm đó ở trên cái thân xe như thế này. Đây, như hình ảnh ở cái ô thứ hai này các bạn sẽ nhìn thấy là đây là hình ảnh của những cái quẩy. Đây là một trong những cái sản phẩm họ đang bán. Và đằng sau này nó chính là bún. Đấy, thì ở đây mình cũng sẽ làm các cái logo, các cái thông tin của khách hàng ở trên này để khi người ta chạy ra ngoài đường thì họ có rất dễ để nhận biết được cái bộ nhận diện thương hiệu của họ. Thì cái Đông Ben X30 mình đã làm rất là nhiều các cái video về các cái sản phẩm mà bên mình đã dán đề can đẹp rồi. Thì trong video này mình cũng chỉ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm khác mà bên mình đã hoàn thiện cho khách. Thì cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm này là bên mình đã độ nhíp. Độ nhíp để làm gì? Để vận chuyển những cái khối lượng hàng hóa lên tới hơn 1 tấn, nghĩa là vượt trọng tải của cái chiếc xe này được đề ra. Như các bạn biết là Đông Ben X30 V2 trọng tải của nó là 950 kg. Thì khi bên mình độ nhíp thì cái sản phẩm này có thể chở được cái khối lượng hàng hóa lên đến hơn 1 tấn 2. Thì với cái sản phẩm này thì bên mình cũng vẫn có các cái tùy chọn cơ bản của nhà sản xuất, như là mình sẽ làm thêm cái tấm chắn điều hòa cho khách như này để cái khí lạnh nó sẽ không thoát về khoang hàng đằng sau, sẽ gây ra tốn nhiên liệu. Chúng ta vẫn có cái sàn bằng inox giống như là các cái sản phẩm Đông Ben X30 khác mà mình đã từng làm. Ngoài ra thì mình cũng có hỗ trợ thêm cho khách hàng cái dán đề can này và một cái hệ thống camera lùi và camera hành trình. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái hệ thống cam lùi và camera hành trình. Nó sẽ có cái camera được gắn ở đằng sau xe như thế này. Thì tất cả các xe làm camera lùi và camera hành trình thì bên mình đều đặt nó ở cái vị trí này. Ok. Đằng sau thì với phiên bản 2018 và 2019 thì nhà máy Suzuki Việt Nam cũng đã làm thêm một vài cái điểm mà chúng ta rất dễ nhận biết so với đời 2017 và 2016. Đó chính là cái gờ này. Cái gờ này để khi mà chúng ta bếch hàng của chúng ta đặt lên đây trong một quãng thời gian sử dụng thì cái tấm lề này nó sẽ không bị biến dạng đi. So với các đời 2017, 2016 mà nếu các bạn để ý một chút ở trên đường, các cái sản phẩm Đông Ben X30 chạy trên đường mà cái đằng sau nó hơi bị móp, mà cái chỗ này nó hay bị chóc sơn này, hay móp này, thì đó là một trong những cái sản phẩm của đời 2017 và 2016. Thì đời 2018, 2019 này nhà máy đã hoàn thiện các cái chức năng, các cái chất liệu của cái mặt sàn đằng sau, chúng ta sẽ không gặp cái tình trạng đó nữa. Ok. Ở bên này thì cũng đã quá quen thuộc với những bạn mà hay xem các video của Suzuki Việt Nam rồi. Chúng ta vẫn sẽ có một cái cửa hông như thế này. Hệ thống trượt không còn quá mới mẻ gì cả. Ở đây thì cái Đông Ben X30 thì cái hệ thống trượt này được làm thu gọn vào trong để khi mà chúng ta đi, chúng ta có tì áo ở đây nó cũng không để lại các cái vết dầu ở trên thanh trượt. Ok, nói về Đông Ben X30, chúng ta vẫn sẽ có một cái bộ máy với dung tích 1.5 và cái số 1.5 được hiển thị ở trên thân xe như thế này. Với các cái đời 2017 và 2016 thì sử dụng bộ máy 1.3, nó sẽ không có cái biểu tượng logo 1.5 này. Chúng ta vẫn có một cái ngoại thất, một cái đầu xe mang theo cái phong cách của những chiếc xe con. Chúng ta sẽ có cái khe lấy gió giống một số các cái mẫu xe của BMW. Chúng ta sẽ có khe lấy gió điều hòa dưới này. Ok, hệ thống đèn pha bi xe lông sáng và tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm điện hơn so với các cái hệ thống đèn halogen cũ, đèn gầm. Mọi thứ nó rất quen thuộc với các cái sản phẩm Đông Ben X30 khác. Về nội thất thì sao? Mình đã giới thiệu nhiều rồi, thế nhưng mà chúng ta cũng lại quay vào trong xem có gì đặc biệt hay không. Ok. Ok, về nội thất thì nó quá quen thuộc rồi, mình sẽ lổ máy lên.
Thì với những khi mà mình nổ máy lên thì với hệ thống camera lùi và camera hành trình, các bạn sẽ thấy là nó hiển thị rất rõ ràng ở trên gương như thế này. Chúng ta sẽ nhìn thấy là camera lùi và camera hành trình. Với cái nội thất thì chúng ta giới thiệu nhiều rồi. Với cái nội thất nó rất là hiện đại theo phong cách của những chiếc xe con. Ở đây chúng ta có hệ thống ghế bọc lỉ, chưa phải là da. Thế nhưng mà với các cái tùy chọn mà khách hàng yêu cầu thì bên mình vẫn có thể là bọc da cho cái xe này. Chúng ta có hệ thống cabin được chia làm hai phong màu. Ở đây là giả gỗ nhưng mà nhìn nó rất là hiện đại. Chúng ta có hệ thống điều chỉnh điều hòa ở đây, FM radio. Chúng ta có khe lấy gió, cần số. Khóa là khóa điện đấy các bạn. Chúng ta sẽ có tay vô lăng với ba chấu như thế này, được tích hợp cái tay lái trợ lực điện và kính điện, điều hòa hai chiều, rất là đầy đủ cho những bác tài mà bắt đầu lên xe và di chuyển. Ok rồi, không còn gì cả thì mình sẽ đi xuống. Và mình vừa các bạn đã cùng vừa xem qua một cái sản phẩm Dometic 30 dán đề can mà bên mình sắp sửa giao tới tay khách hàng. Thì cái sản phẩm này bên mình hiện tại đang có giá và chính sách rất là tốt cho các cái dòng sản phẩm này. Các bạn có thể gọi vào số điện thoại của mình là 0987733322, mình sẽ báo giá cho các bạn một cái giá mà có thể nói là tốt nhất ở miền Bắc. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Xin chân thành cảm ơn.